Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3 đúng không? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 4. Ok, ta đi sang bài số 4 luôn nhé. Hình thì nó không hấp dẫn bằng như môn đại đâu các em. Tại vì môn đại thì chúng ta sử dụng công thức rất là nhiều và đòi hỏi cái kỹ năng biến đổi của chúng ta và sử dụng một cách linh hoạt các công thức để mà từ đó chúng ta biến đổi, đặc biệt là chúng ta phải sang phần đạo hàm này thì công thức rất là nhiều. Nên thầy đề nghị chúng ta phải học thuộc lòng thầy các công thức mà hôm trước thầy hệ thống ra đấy nha, để qua chương trình lớp 12 thì không không cần phải nói nhiều, nó giống như bảy hàng thức đáng nhớ em. Ừ, thuộc lâu 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 giống như ăn cháo vậy đó. Hiểu chưa nào nha. Rồi chúng ta đi sang câu số 4. Hình thì phải vẽ hình nên nó hơi lâu cái đoạn vẽ hình chút em, còn nhìn hình chứng minh các kiểu nó rất là phức tạp ha. Đa số chúng ta thích môn đại hơn môn hình là như vậy. Trong không gian cho hai tam giác đều em, ABC và AB C phẩy, nghĩa là ở đây nó sẽ chung, ở đây là cạnh, ở đây là AB ha. Có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Hai mặt phẳng khác nhau nghĩa là nó sẽ khác phía. Nghĩa là ví dụ như cái anh C phẩy nằm ở phía trên thì cái anh C nằm ở phía dưới, nghĩa là bờ ở đây nghĩa là AB, AB. Các em hiểu nè. Gọi MNBQ lần lượt là trung điểm của các cạnh bốn cạnh này, chứng minh rằng AB vuông góc với lại CC phẩy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình ra. Ở đây người ta nói là cho hai tam giác đều và hai tam giác đều này thì kích thước của nó không bằng nhau. Các em hiểu nào, kích thước của nó không bằng nhau nên là chúng ta sẽ vẽ đừng có bằng nhau là được, mà nó hơi ấy, khác khác xíu nha. Nhưng mà thì bờ AB ở đây là ví dụ trong không gian. Rồi ví dụ giả sử bờ AB đây, tại vì cái anh C phẩy khi mà người ta nói xuống thì nó giống như là cái tứ diện anh em, tứ diện đều á ha. Được chưa? Như trên đây thì lấy C phẩy, dưới đây thì lấy C. Thì nói lại. Trong không gian em nhé, chứ không phải trong hình học phẳng thì chúng ta phải vì các kích thước của nó gần như là tuyệt đối. Trong không gian nó lại khác đó. Ok, nằm trong hai mặt phẳng khác nhau đó, nên là nó chung bờ AB này. Gọi MNBQ lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AC ở đây là M, trung điểm ký hiệu NCB. Nhìn ở đây B, BC phẩy. Ở đây người ta yêu cầu các em là chứng minh ở đây là AB, AB đâu rồi, AB sẽ vuông góc với CC phẩy. Nhưng mà chúng ta sẽ nói CC phẩy xuống. Thế bây giờ ra cái tứ diện ra đó, đúng không? Thầy sẽ giải quyết cho các em câu A. Câu A là chúng ta cần phải chứng minh ở đây là AB sẽ vuông góc với CC phẩy. Thì chúng ta được học về tạo cái bài số 2 chúng ta đang học, đó chính là hai đường thẳng vuông góc. Có đúng không nào? Thì để chứng minh hai đường thẳng vuông góc à, thì chúng ta sẽ chứng minh giùm thầy cái tích tích của hai vectơ. Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta được học đây này. Ví dụ chúng ta khẳng định vectơ U vuông góc với vectơ V. Khi nào các em? Khi vectơ U nhân cho vectơ V sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 0 và ngược lại ở hai chiều. Các em hiểu nào? Như vậy thì để chứng minh AB vuông góc với lại CC phẩy thì các em đi chứng minh giùm thầy. Nếu các em chứng minh được cái vectơ AB nhân cho vectơ CC phẩy mà bằng 0
thì các em sẽ suy ra được AB sẽ vuông góc với CC phải. Các em có hiểu không? Đó. Khi mà thầy đã biết được điều này thì thầy sẽ xuất phát từ cái vector AB nhân vector CC phải. Nếu thầy tích của hai vector này mà thầy chứng minh nó bằng không thì thầy sẽ kết luận hai này sẽ vuông góc với nhau. Các em hiểu nè. Như vậy ta có này. Thầy sẽ xuất phát từ hai vector này, vector AB nhân cho vector CC phải bằng. Các em nhìn này. Cái vector AB ở đây. Cứ để đấy giùm thầy. Riêng cái vector CC phải, các em nhìn này. Cái vector CC phải ở đây. Thì theo quy tắc 3 điểm chúng ta được học ở chương trình vector của lớp 10 thì nó là này. Theo quy tắc 3 điểm của điểm A, điểm C và điểm C phải này, các em nhìn 3 điểm này. A, C, C phải. Các em thấy này. Theo quy tắc 3 điểm thì cái vector CC phải này nó tương ứng nó sẽ bằng là gì? Vector T thì các em đó chính là vector A. AC phải sẽ trừ cho vector gì? AC. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhân ra vector AB nhân cho vector AC phải. Được chưa nào? Trừ vector AB nhân cho vector AC. Ok. Các em hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào trong cái công thức này này. Các em nhớ công thức này này. Đó chính là vector AB vector U nhân vector V sẽ bằng giùm thầy cái độ dài của vector vector U nhân độ dài vector V và nhân cho cos của cái góc tạo bởi vector U với lại là cái vector V. Luôn luôn phải nhớ thầy công thức này nha. Cái đầu nè, như vậy người ta áp dụng công thức này vào ở trong cái phần này. Đây, nhìn đây. Như vậy vector AB nhân vector A sơ phải nghĩa là đây tương ứng vector U, đây nhân vector V này thì nó sẽ bằng ở đây là AB nhân đây AC phải nhân ở đây cos cos của cái góc tạo bởi của hai vector này. Vector AB thấy không? Với vector AC phải thấy chưa? Thấy không? Thì đó chính là cái góc BA BAC. Như vậy cos của góc là gì? BAC phải ở đây. BAC phải nha. Thì này thầy đọc là nhầm C. Trừ. Tương tự như vậy thì ở đây là AB nhân với AC nhân cho cos cos của AB với lại AC thì đây chính là BAC. Thấy BAC không? Hiểu không? BAC. Ok. Đó. Tới này hiểu không nào? Mà ở đây các em thấy rằng là người ta đã cho các em ở đây á, nó chính là hai tam giác đều. Hai tam giác đều mà có cạnh chung ở đây là AB, chứng tỏ độ dài cạnh AB AC phẩy AB với AC này là giống nhau và đều là bằng nhau. Nếu giả sử như ở đây thầy gọi cái kích thước của AB ở đây là bằng A đây. Nha, giả sử ở đây bằng A thì tất cả những anh này nó đều bằng bằng A, tại vì chính là nó là tam giác đều. Tam giác đều thì khi đó các cạnh của nó sẽ bằng nhau và đều đúng kích thước đó. Như vậy thì ở đây AB thì bằng A, AC phải bằng A nhân cos. Các em thấy là BAC phải cái góc này. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc của nó bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. Có đúng nào? Như vậy thì cos ở đây là 60 độ trừ A nhân cho A cos BAC. BAC cái tam giác này cũng là tam giác đều, chứng tỏ cái góc này cũng sẽ bằng 60 độ. Nhưng mà người ta có A nhân cos 60 độ, ta dùng máy tính ta bấm xem được bằng bao nhiêu này. Cos 60 độ bằng 0,5 nghĩa là bằng 1/2 đúng không nào? Thầy bấm cho các em thấy chứ ai mà chẳng biết nó bằng 1/2 đúng không nào? Nhưng mà các em thấy nó giống nhau không? Giống nhau không? Như vậy trừ ra đây bằng bằng 0. Ôi, ở đây chúng ta có thể gọi A là độ dài của cạnh AB các em nhé. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra cái vector AB nhân vector CC phẩy sẽ bằng 0. Nên chúng ta sẽ suy ra AB sẽ vuông góc với CC phẩy, đều phải chứng minh xong.
Thầy làm như vậy các em có hiểu không ta? Quan trọng là chúng ta phải nắm được cái cơ bản á, công thức, phương pháp. Chứ còn bây giờ mà để tới thời điểm bây giờ mình bảo người nào hiểu hay không hiểu thì thầy cũng chịu rồi. Ta đi sang câu B nè. Bạn nào không hiểu thì xem lại lần nữa nhé. Người ta yêu cầu em gì? Chứng minh cái tứ giác MNBQ là hình chữ nhật. Đây. Ta sẽ nói cái này là cái này chắc chắn là nước Đức nè. Đức cái mặt này thấy chúng ta sẽ là được liền. Ta yêu cầu em chứng minh cái tứ giác này là hình chữ nhật. Thì các em tại sao là người ta lại cho trung điểm? Khi cho trung điểm á, các em phải nhớ tới cái gì em? Đó chính là cái đường trung bình của tam giác. Các em hiểu không nào? Các em thấy này, các em nhìn này này. Ví dụ trong tam giác ABC phẩy đây, các em nhìn ở phía trên nhé. Các em nhìn phía trên thì em thấy Q là trung điểm của AC phẩy, B là trung điểm của BC phẩy, chứng tỏ QB này chính là đường trung bình, chính là đường trung bình của tam giác ABC phẩy. Tương tự như vậy chúng ta chứng minh được MN cũng sẽ là đường trung bình của tam giác ACB. Và khi đã đường trung bình thì nghĩa là khi ta chứng minh được đường trung bình thì ta thấy là QB này nó sẽ song song với lại AB. Tương tự như vậy MN này sẽ song song với AB thì ta suy ra QB nghĩa là vừa song song và vừa bằng 1 phần 2 theo tính chất của đường trung bình trong tam giác em. Nghĩa là khi các em chứng minh được thầy nói là này QB này là đường trung bình của tam giác ABC phẩy đây thì khi đó chúng ta suy ra QB này nó sẽ như nào em? Nó sẽ song song với AB và bằng 1 phần 2 AB. Tương tự như vậy chúng ta suy ra MN này nó cũng sẽ song song và bằng 1 phần 2 AB. Chứng tỏ ta suy ra hai này vừa song song và vừa bằng nhau. Nên ta suy ra cái tứ giác này đầu tiên MNBQ nó chính là hình gì trước? Nó có cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau thì nó chính là hình bình hành. Các em hiểu không? Từ cái hình bình hành đó chúng ta dựa vào cái dấu hiệu của hình chữ nhật để các em sẽ suy ra. Hình bình hành các em chứng minh giùm thầy nó có một góc vuông thì nó sẽ ra hình chữ nhật. Dựa vào cái dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật. Các em hiểu không? Đó, cái hướng chúng ta làm là như vậy. Ok. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh nó là cái hình bình hành trước. Thì việc chứng minh hình bình hành thì rất là dễ rồi ha. Thì các em ghi em thầy là theo đề bài nha. Nghe đề bài đã cho đấy. QB là trung điểm. Trung điểm của cái anh gì? AC phẩy với lại là BC phẩy. Từ đây người ta suy ra QB là đường trung bình đó. Ta làm như vậy thôi. Đường trung bình của cái tam giác ABC phẩy khi nó đã là đường trung bình thì người ta suy ra QB sẽ song song với lại AB và QB sẽ bằng 1 phần 2 AB. Các em ký hiệu tại đây là 1. Các em hiểu không ta? Hiểu cái đó nè. Các em ghi thầy chỉ việc ghi chứng minh tương tự thôi. Chứng minh tương tự thì hồi nãy thầy đã nói cái anh nào nghe. Chúng ta có cái gì nghe chứng minh tương tự thì ở đây chúng ta sẽ có là MN sẽ song song với AB và MN sẽ bằng 1 phần 2 AB có đúng không? Nãy thầy đã nói chứng minh tương tự là MN này đó chính là trung điểm ha. Và đồng thời á chúng ta cũng cần phải chứng minh một cái này nữa này để tí nữa chúng ta kết luận nó vuông góc này. Đó chính là BN này. B là trung điểm của BC phẩy, N là trung điểm của BC. Nên là chúng ta suy ra BN này chính là đường trung bình của trong cái tam giác này. Nên nó sẽ song song và bằng 1 phần 2 CC phẩy này. Các em hiểu nè. Đó. Ở đây chúng ta có là gì? BN sẽ song song với CC phẩy. Với lại BN nó sẽ là bằng 1 phần 2 CC phẩy. Có được không nào? Ở đây các em ký hiệu thầy đây là 3. Bây giờ chúng ta từ 1 và 2 trước để chúng ta suy nó là hình bình hành trước nha.
từ 1 và 2 ta suy ra, ta sẽ suy ra gì, MN sẽ song song với lại QB và MN sẽ bằng QB, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra MNBQ là hình gì, là hình bình hành. Hình bình hành. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta lại có này, ta có MN là song song với lại AB ha. Ok, cái anh BN nó lại song song với lại CC phẩy, mà cái anh AB chúng ta vừa mới chứng minh nó lại vuông góc với CC phẩy ở đây là theo câu A này. Vì sao là chúng ta ghi là câu A, câu A chúng ta vừa mới chứng minh, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được MN nó sẽ vuông góc với lại NB, nghĩa là hình bình hành chúng ta chứng minh được nó có một góc vuông thì nó chính là hình chữ nhật. Các em hiểu nè, các em ghi hình thể đây là hình bình hành. Vậy đi, vậy hình bình hành MNBQ ha, có một góc vuông nên là hình chữ nhật. Hết giấy nên thầy viết hơi nhỏ xíu em nha. Đó, hiểu chưa? Bài số 4 em. Hình vẽ em, được chưa? Câu A. Khi mà gặp vuông góc thì em nhớ em thầy tích của hai vectơ nhân lại là bằng 0, ta suy ra vuông góc, nhớ công thức nha. Đây nha, chứng minh là hình chữ nhật thì chúng ta đưa nó hình bình hành. Hình bình hành có một góc vuông thì nó chính là hình chữ nhật. Dựa vào dấu hiệu, cái này là chương trình lớp 8 nha. Bạn nào mà không nhớ thì vào chương trình lớp 8 học giùm thầy tất cả các hình và cái dấu hiệu nhận biết cũng như cái tính các cái tính chất của nó để chúng ta nắm. Được chưa nào? Nhà thầy cái âm thanh nó rất là hỗn độn, nào là cu gáy, nào là gà các kiểu ha. Thầy sống nó cũng yên tĩnh lắm nha, chứ thầy mà ở thành phố thì chắc quay em không nghe đâu. Rồi clip ngay tới đây kết thúc em, chúc em học tốt nha, bye bye.